Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế gì đây, tiếp tục với series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy để cho mình một like nha. Link tải tựa game này mình sẽ để phía dưới phần comment nhé. Rồi thì mình có lập một kênh mới mang tên là T-Legacy ở đây, thì anh em có thể vào và theo dõi, đăng ký kênh, xem video. Rồi thì cái link của kênh này mình sẽ để phía dưới phần comment luôn. Ok, ở đây thì vẫn là có cái con rồng special skin này với giá là 15 đô la anh em nhá. Game 200 này. Ui, con này giá khá rẻ này, giảm giá còn có 20 đô thôi anh em. 20 đô tương khoảng 400 nghìn hay sao, 400 nghìn gì đấy thì phải. Đang có một cái sự kiện mới ở bên này, mình sẽ lấy hết tất cả đi. Rồi, ok, sự kiện này là sự kiện đảo gì đây? Đảo bóng đêm à? Toàn những con cầm kiếm nha anh em. Cái sự kiện này chỉ có một 2 ngày, khoảng 3 ngày thôi. Toàn con cầm kiếm thôi. Ok, con này như mình có rồi này. Con cầm kiếm con Holy Knight này tôi có rồi anh em ơi, tôi xem nhé. Thử xem, hình như ngày xưa tôi đã sở hữu con này rồi. Đâu lắm tôi không vào cái sách rồng của mình. Holy Knight. Có thật rồi anh em ạ, đây. Tôi đã sở hữu con này rồi anh em ạ. Sở hữu ngay con ở trong cái sự kiện đảo ấy rồi ha. Khá là dễ. Hôm nay mình sẽ đi chơi gì đây? Và làm tí cái này nhỉ. Chúng ta sẽ collect food cũng như là cho thú ăn thôi. Nói chung nó khá đơn giản. Mình đi được đến đâu thì đến đây anh em ơi. Chúng ta đợi những cái sự kiện mới. Không biết bao giờ mấy cái sự kiện mới sẽ xuất hiện đây. Chúng ta vẫn phải đợi thôi. Mình sẽ cho cái này lên nhé. Level 4, level 5. Rồi anh em. Ok, 19, 20. Mình thấy là hợp lý là ổn đấy. Là hợp lý là ổn, áp rồi. Mình lấy thêm phút nữa thôi là chúng ta có thể đi được cái sự kiện đảo bay à. Mình chơi trên điện thoại nên nó khá là dễ. Game mình chơi điện thoại khá là dễ anh em ạ. Đấy, lấy rất là nhiều food luôn, 700 này. Rồi chúng ta, tôi còn chưa được cái nào luôn. Collect food còn chưa đủ luôn, cho thú ăn còn chưa đủ luôn. Cho thú ăn nhiều phết nhở. Mình cứ tưởng là cho ăn ít cơ. Thật ra là khá là nhiều đấy. Theo như chúng ta thấy là chỗ này hơi bị nhiều thức ăn đấy nha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok anh em, chúng ta đã lấy xong ở bên này, bây giờ mình sẽ lấy thêm một cái food nữa thôi. Mà một cái food nữa mà khó thế, chẳng dễ tí nào anh em ạ, chẳng dễ tí nào luôn. Rồi chúng ta 700, ui hình như chưa được đúng không, được đúng một cái. Ok, đi một cái vậy. Tiếp mình ra vào, mình đặt tên cái con Holy Knight nha anh em. Mình đặt tên nó là cái gì nhỉ? Kiếm hiệp sĩ à? Hiệp sĩ kiếm à? Được không? Hay là thánh kiếm sĩ? Ây da, nghe chất nhỉ. Thế bây giờ tên nó thành kiếm sĩ nha anh em. Dù sao mình đã sở hữu được luôn cái con rồng Holy Knight ở trong cái sự kiện này rồi. Chúng ta sẽ đi qua cầu vồng 1. Rồi cho lấy được thêm hai cái gọi là đây là cái trong chóng tre ha. Rồi xuống dưới này, lên trên này. Hợp lý phết nhờ. Trong chóng này. Bay lên nào, hay quá. Rồi chúng ta sẽ lấy thêm các thứ nhỏ nhỏ ở đây. Đấy, lấy được rất là nhiều thứ item nha anh em. Bay, ok, lên, quá hợp lý luôn. Rồi. Giờ sẽ bay qua cái này. Vòng còn 1 lúc 5 thì quá là dễ nhỉ. Còn 1 lúc 5 thì không phải làm khó được mình luôn. Mình còn đến được cái tận cuối đường rồi anh em, chứ không phải còn 1 lúc 5 luôn. Nhiều cái nó dễ, có cái khó thì chúng ta sẽ cần phải ấy thôi. Đây, tôi sẽ ăn tất cả những cái trong chóng tre bên này. Lên, ấy, hay, yes. Wow, hay, ok. Hay quá, bạn ơi. Hay quá bạn ơi, hay. Chúng ta đang di chuyển rất nhanh. Ui dồi ôi, đâm đầu vào đây rồi. Nhưng hình như mình cũng được tối đa cái số điểm mà chúng ta cần đấy sao anh em ạ. Ta lấy được con rồng Oni anh em ạ. Con rồng này nó gõ phát vào đầu nó cũng khá là gớm ấy. Rồi, nó lấy thêm một cái nữa. Đấy, xong. Đấy, chúng ta sẽ lấy thêm một cái food nữa bên này. Ok, chúng ta sẽ... Không đủ anh em ạ, không đủ điểm luôn. Ok, mình sẽ đổi tên con rồng Holy là Thánh Kiếm Sĩ nha anh em. Có thể mang nó đi review cho anh em xem được. Holy Knight à, mình đặt tên nó là Thánh Kiếm Sĩ anh em ơi. Thánh, ok. Thánh Kiếm Sĩ. Ui, con này trông chất vãi anh em ạ. Con này trông được phết. Nó có hai cái quả cánh rồng nó cứ nhỏ nhỏ anh em. Nó có thêm thời trang gì không? Đây là các cái dạng của nó này.
dạng 1 nhưng mà nó bị che mất bởi cái chữ level 70 rồi. Hai vãi đạn, tôi sẽ lên mạng để xem được cái thông tin của nó nhá. Holy Knight có luôn anh em ạ. Có thông tin của con Holy Knight này, để xem chúng ta về nguồn gốc, về truyền thuyết về con này như thế nào ha. Là thành viên thuần khiết nhất trong những con rồng hiệp sĩ bảo vệ. Thánh hiệp sĩ rồng là người trung thành nhất trong nhóm. Các kỹ năng của hắn ta được tăng cường khi kết hợp với thánh kiếm. Holy Knight là một rồng huyền thoại. Ok, ngon đấy anh em. Là thành viên thuần khiết nhất à? Có thể là người mạnh nhất, trung thành nhất anh em ạ. Rồi, nó có cái thánh kiếm sĩ anh em. Rồi, trông khá là phế. Xoay. Uầy, anh em có cái chiêu xoay đẹp không? Cái chiêu xoay đẹp phết nhờ. Thế nhưng mình thấy là đẹp. Đây nhá, đây là nó đây này anh em. Ôi, đấy, xoay ấy, Holy Knight. Ok, mang đến nhau thử không anh em? Chúng ta sẽ có thể vào trong cái này đánh thử. Tôi có thể chuyên mình thay đổi này, lấy con Holy Knight dù nó khá là yếu ấy anh em, nhưng mà mang cho đi đánh nhau thử xem như nào, tuyệt chiêu xem như thế nào thôi. Nó level 40 đấy anh em ạ, nếu mà theo như ấy thì cũng chẳng phải xoắn đâu. Ây à, đau đấy anh em ơi, mình cũng 30.000 máu ấy chứ, khắc hệ này anh em. Ui, xoay đánh đẹp phết anh em nhỉ. Mình có thể hạ được con này đấy, nhìn này nhá, nó sẽ xoay kiếm ấy. Rồi ôi, phá hủy được cái con tàu à, hay à, được phết anh em, sắp hoảng rồi. Thôi đổi con khác, sắp hoảng rồi, mình phải đổi con khác rồi anh em. Trong đấy còn mấy con rồng legendary, có khi mình cũng đã sở hữu rồi cơ chứ không phải là ấy luôn. Rồi, đã xong, chúng ta sẽ đánh hết cái đống này đi. 30, 35, 35 khá là khỏe. À đúng rồi, tôi có thể đi đánh nhau với một số người bạn của mình. Không đánh vũ lít rồi, mình sẽ đánh thử HNT Channel nhé. Anh Thuận. Ồ, mẹ bị lag rồi. À, vẫn đánh được anh em ạ. Đây, mình sẽ chọn team mạnh nhất của chúng ta đi đánh thôi. Dù kiểu gì mình cũng sẽ thắng thôi. Đánh nó vui vui tí cũng được. HNT Channel. Ok, à, Blood God Vampire à? Ông anh này có những cái con rồng rất là xịn luôn nhá. Không biết từ bao giờ luôn. 119.000, ui đấm hơn này. Đấm đôi à, đấm mấy lần đấy. Kinh nhở, full sao luôn anh em ạ. Khỏe phết đấy, 119.000. Chẳng qua là mình là người thách đấu nên level mình cao hơn thôi. Thế bình thường mình cũng không thể ăn được đâu. Khỏe vãi, ông anh bá đạo vãi. Sao cứ xoay xoay vậy? Hơi lag anh em, thật sự là đúng là hơi lag. Ok, chúng ta sẽ vào arena đánh tiếp nhá. Ôi, Việt Nam này, Huyền Nguyễn này anh em. Cho gặp một bạn Việt Nam này. Ma tốc độ. Ok, tấn công thôi. Hollywell, Alexandre. Ok, hạ gục nhanh và tiêu diệt gọn. 20, 12 trên 20, 30, 30 và 25 ạ. Tôi nghĩ tôi sẽ tiêu diệt được thôi. Khá là đơn giản như mình thấy là như vậy. Jean Cloud, ui cào cho 24.500, nhẹ nhàng thôi, không cần. À, để con kia nó có thể là luyện chứ nhỉ. Đây này, con này có thể lên được ở sao chứ đúng không? Khỏe phết đấy, 40G mà. Sao ngày xưa mình cho con lên 40 nhỉ? Đấy, hình như con này làm người xưa làm sự kiện gì đấy anh em ạ. Đừ, đẹp thế. Ok, vậy đẹp quá anh em ơi, quá đẹp luôn, quá xịn luôn đấy. Một con rồng Legion mà chúng ta không cần chơi mà vẫn lấy được vì đã lấy từ ngày xưa rồi anh em ạ. Ok, thánh kiếm sĩ. À, con này thì không khắc hệ anh em ạ nên tôi sẽ đấm nó trước. 23.000 à? Ok, con này cũng không khắc hệ luôn. Ui, 53.000 máu là trâu đấy anh em ạ. 68.000 thôi. Tôi nghĩ là tôi sẽ khắc hệ được không? Khắc hệ nhưng mà cũng khó giết lắm anh em ạ, tại vì trâu quá. Không giết được. Phải dùng con này đánh một cái chiêu nó nhẹ nhẹ thôi. Chết mẹ rồi. Nhẹ thì cũng chết anh em ạ, còn mạnh thì cũng chết. Thế thôi.
Tôi đang leo rank xem như nào. Có cái gì hay hay thì mình ngồi mình chơi. Ok, pull line này, tấn công luôn. Con này trâu quá, nó có hai lớp giáp anh em ạ, nên tôi phải hạ nó trước. Bọn này bắt đầu nó khỏe hơn rồi đấy, khó đánh hơn một chỉ xíu ở đây anh em, chẳng dễ đâu. Tấn công này anh em, đúng rồi, xong. Ok chưa, còn một trận nha anh em là chúng ta sẽ thắng và mình có thể qua map mới. Collect này, mở ra nè, mở hòm ra nè. Snapper Dragon Element Double Tira. Tsunami 67.000 máu, ok. Hạ gục thôi, 42.000 máu. Một đập là bay màu. Yes, hay quá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Thật tắt luôn rồi.